Dạ vâng, chào anh chị và các bạn nhé. Thì ngày hôm nay thì em Trung cũng vừa mới về được em xe tải đời cao, giá rẻ nhất thị trường những quý anh chỉ với 65 triệu thôi là anh chị đã sở hữu được một mẫu xe rồi. Thì anh chị quan tâm thì alo đón xem hết cái video nhá. Và đặc biệt thêm nữa, những quý anh chị đời cao đăng kiểm vừa khám cho quý anh chị luôn chỉ với 60 triệu. Đó quý anh chị. Thì ngày hôm nay thì máy xăng, máy dầu những quý anh chị nhá. Đây thì ngày hôm nay em Trung cũng chỉ có quay em xe tải thôi, chứ bây giờ mà không quay xe du lịch nữa quý anh chị. Đó, mới về cặp luôn quý anh chị. Em này là mẫu xe Kenbo đó quý anh chị, vỏ lốp thì cũng còn khá là đẹp, dày cho quý anh chị. Đăng kiểm thì cũng vừa mới khám luôn quý anh chị nha. Nói chung là em này thì đăng ký 2020, đó đăng kiểm tới tháng 5 năm 2024 quý anh chị. Được cái là rất đẹp, xe này phải nói là như một xe mới. Thì anh chị đã nhìn thấy từng những cái tem mạc của em nó này, đang là tem zin mà. Đây, nội thất tất cả cái rất yêu cho quý anh chị. Em nói là sinh năm 2020 nha quý anh chị nha. Đó, và tất cả cái thì anh chị đã thấy sẽ đi theo chân em chung một vòng luôn. Đấy. Cực yêu cho quý anh chị. Đó, ngày hôm nay anh chị quan tâm đón xem nếu mà về xe tải quý anh chị, tại vì em chung không có chuyên môn về xe tải quý anh chị. Em nói là máy 1.3, máy xăng. Đây là có 990 kg nha quý anh chị nha. Đó, tất cả cái thì anh chị quan tâm đón xem hết cái video ngày hôm nay, và nó là chung là xe tải giá rẻ nhất thị trường quý anh chị. Biển số Lâm Đồng, anh chị cần mua bán ủy quyền tất cả cái đều ok cho quý anh chị nha. Thì xe này thì đây quý anh chị, vỏ lốp cũng khá là yêu luôn. Đó, đăng kiểm vừa khám thì những xe này thì anh chị đã thấy khởi nghiệp cho quý anh chị luôn, rẻ hơn thị trường khá là nhiều luôn nha quý anh chị nhá. Đây, và tất cả cái vô lăng thì riêng xe này thì anh chị cũng cần suy nghĩ rồi, nó như một con xe mới rồi. Đăng kiểm vừa khám anh chị về là chỉ việc đi kiếm tiền thôi. Xe này thì bán cho quý anh chị với giá 150 triệu. Tiếp tục đây thì còn lại một em máy dầu quý anh chị, 65 triệu cho quý anh chị thôi. Đăng kiểm cũng vừa mới khám luôn quý anh chị. Đây, máy dầu quý anh chị nha, đăng kiểm vừa khám luôn. Đây quý anh chị này, vỏ lốp, dàn vỏ thì dàn vỏ, cái cặp vỏ trước thì vừa mới thay quý anh chị nha. Đăng kiểm thì cũng vừa mới khám luôn, biển số Sài Gòn đó. Em nó là Photon. Đây quý anh chị. Đăng kiểm vừa mới khám luôn nha quý anh chị nha. Đây, rất yêu cho quý anh chị. Thế anh chị quan tâm mẫu xe nào ngày hôm nay thì alo cho em Trung. Cặp vỏ đầu là mới thay như quý anh chị nha. Em nó là máy dầu đó. Tại vì em cũng không có chuyên môn về xe tải quý anh chị, nhưng xe này anh chị mua về đi cũng rất là ok luôn. Đấy, xe này cũng vừa mới về luôn quý anh chị. Đó, rất yêu cho quý anh chị luôn. Máy dầu xe này là em chung coi xem là cái trọng tải của em nó là bao nhiêu đây quý anh chị. Trọng tải của em nó là 1 tấn 85 quý anh chị. Đây, em 1 tấn 85 này. Em nó sản xuất 2007 như quý anh chị nha. Đăng kiểm vừa mới khám luôn. Đó, tháng 10 2023 thì xe này anh chị mua về chỉ việc sử dụng, chỉ việc đi thôi, không cần phải làm bất cứ cái thứ gì nữa quý anh chị. Tại vì thật sự nó quá rẻ đấy quý anh chị. Bây giờ anh chị mua cái xe này về bán phế liệu vẫn kịp đấy quý anh chị. Cửa nẻo thì đóng chắc nịch quý anh chị. Đó, màu xanh rất yêu thương luôn quý anh chị này. Máy dầu cho quý anh chị nha. Đây, tiếp tục đây nữa, cái dàn vỏ sau của em nó. Dàn vỏ sau của em nó thì cũng vừa mới được thay mới luôn quý anh chị. Bên kia thì nó hơi yếu. Đó. Thì xe này về có sao thì em chung quay luôn cho quý anh chị luôn. Đó, rất yêu thương. Đăng kiểm vừa khám giá phải nói là rẻ nhất thị trường quý anh chị. Gầm bệ của em nó này. Này, riêng cái dòng này thì quý chị, máy dầu mà thay cái gọi là anh chị mua về khởi nghiệp thì vẫn này nhanh lấy lại vốn kiếm tiền như quý anh chị nha. Đây thì anh chị đã thấy cái em nó là thùng này là thùng mua bạt nha quý anh chị nha. Bửng này là bửng Panorin này quý anh chị này. Đâu, đời này thôi quý anh chị, tem mạc rất yêu chưa. Đó, đằng bên này thì cái vỏ nó hơi xấu quý anh chị. Đây, dàn vỏ đằng bên này nó hơi xấu. Giá bán cho quý anh chị chỉ với 65 triệu nha quý anh chị nha. Anh chị nhanh tay thì còn, đó, chậm tay là mất. Đấy quý anh chị, vỏ lốp tất cả em nó xài những cái xe này xài 2 bình quý anh chị, 2 bình to cho bá lửa luôn. Đây, đây tiếp tục cái củ máy của em nó thì em chung quay luôn củ máy của em nó. Khô ráo sạch sẽ nha quý anh chị nha. Đây, tất cả cái máy dầu mà như thế này là ok lắm rồi quý anh chị. Đây, anh này anh lại chế cái thêm cái nút còi này quý anh chị. Đấy, cái nút còi trên này anh chị thấy không, nhìn rất yêu thương chưa, giống như hai con mắt đấy, trần của em nó. Rất yêu thương cho quý anh chị, xe này anh chị mua về phải nói là kinh doanh dịch vụ cũng rất là ok luôn quý anh chị. Giá bán cho quý anh chị chỉ với 60 triệu nó. Và tiếp tục đằng bên đây thì còn một em xe tải Suki đúng quý anh chị. Nhưng mà ngày hôm nay thì phải nói là những du lịch thì em Trung không quay, nhưng em Trung chỉ quay xe tải nhỏ cho quý anh chị, khởi nghiệp cho quý anh chị. Tiếp tục đây thì đằng bên này một em Suki quý anh chị, sinh năm 2010 quý anh chị nha. Đây, đăng kiểm cũng vừa mới khám luôn. Đấy quý anh chị, vỏ lốp rất đẹp, mới. Đây, đăng kiểm tháng 9 năm 2023. Nội thất thì anh chị cũng cần được suy nghĩ rồi. Đây, tất cả cái rất yêu cho quý anh chị. 130 triệu. Đó.
Thì cái xe này anh chị mua về, cái em này nó là xe ben nha quý anh chị nha, xe tải ben quý anh chị, Suzuki đời 2010, xe tải ben quý anh chị nha. Đấy, em Trung nói rõ là xe tải ben. Đây tất cả cái bình bọng của em nó thì Suzuki thì anh chị cũng cần suy nghĩ là thương hiệu và đẳng cấp được Nhật quý anh chị này. Cái nút này là nút ben quý anh chị, cái này là ben điện nha quý anh chị nha. Đó, anh trai chế cái màn hình rất là yêu thương luôn. Đấy, vỏ lốp đây quý anh chị rất đẹp nhá, cặp vỏ mới thay đó anh chị, được cái màu mè thì cũng rất là ok luôn. Những xe này anh chị mua về đi được khởi nghiệp cũng rất ok luôn quý anh chị. Giá bán cho quý anh chị chỉ với 130 triệu đó, anh chị cho giá bán bao nhiêu là hợp lý alo cho em Trung. Đó thì trên cửa hàng thì cũng còn vài cái mẫu xe chẳng hạn như là 5 chỗ 7 chỗ, thì ngày hôm nay em Trung không có quay, em Trung chỉ quay xe tải thôi quý anh chị nhá. Thì thôi, cuối video thì em Trung chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống nhá, và hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo.